Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Mình đã làm rất nhiều những cái video, đó chính là dự đoán trend nước hoa, dự đoán trend của các thương hiệu sẽ làm mưa, làm gió ở Việt Nam. Và trộm vía thì những cái trend mà mình dự đoán thì đa phần nó cũng đều đúng, đúng không? Chúng ta có thể nhìn thấy Elganso, chúng ta có thể nhìn thấy One, chúng ta có thể nhìn thấy những cái thương hiệu như là Alexandria. Nó cũng có cái chỗ đứng nhất định ở trên thị trường Việt Nam sau khi tiếp cận. Như hôm nay thì tôi sẽ làm một cái video đặc biệt hơn, đó chính là dự đoán những chai nước hoa trên cái trải nghiệm, trên cái nhìn nhận đánh giá của mình. Và trong khoảng tầm 5 năm tới, nó sẽ dần dần không còn chỗ đứng, bị thay thế hoặc đôi khi biến mất ở thị trường Việt Nam. Và các bạn có tò mò, nếu như các bạn thích cái chủ đề này thì chúng ta sẽ làm thường xuyên hơn nhá. Còn bây giờ thì hãy cùng nhau xem 5 mùi hương mà mình dự đoán nó sẽ dần dần biến mất ở thị trường Việt Nam là gì. Bắt đầu thôi. Cái tên đầu tiên mà mình muốn dự đoán ở đây đó chính là Acqua di Giò của nhà Giorgio Armani phiên bản EDT. Vâng, Acqua di Giò thì nó đã ra mắt khá là lâu rồi và mình cũng đã có một cái video nói về cái nguyên liệu ca lông và cái vị thế của Acqua di Giò EDT, hay là đang gọi vui đó chính là giò trắng ở thị trường Việt Nam như thế nào. Phải công nhận rằng từ ngày ra mắt đến thời điểm hiện tại thì đây vẫn là chai nước hoa bán cực kỳ chạy ở trên thế giới. Vậy lý do vì sao mà ông Kiên lại bảo đây lại là chai nước hoa dần dần sẽ biến mất ở trên thị trường Việt Nam? Thực ra đối cái này thì tôi nhìn nhận đó chính là về cái xu hướng người tiêu dùng mong đợi của một chai nước hoa mùa hè. Thì Acqua di Giò mặc dù là một mùi rất tươi mát xịt và mùa hè thì rất là fresh, rất là trẻ trung và dễ dùng. Blyby thì không phải suy nghĩ bất cứ một vấn đề gì cả. Nhưng với những cái phiên bản flanker, những đàn em ra sau thì dần dần chúng ta đã có những cái sự cải biến hơn về phần mùi hương, với những cái mùi hương ngọt hơn thì chúng ta có thể lựa chọn Acqua di Giò phiên bản Profondo. Với những cái phiên bản mà thêm gỗ thì các bạn có thể tìm đến giò nâu, hoặc là với cái phiên bản mới ra mắt trong năm vừa qua đó chính là giò trắng nhưng là EDP. Chúng ta đã được có một cái mùi hương dày hơn với cái hiệu năng tốt hơn. Và vì thế thì với mình thì mình nghĩ rằng là dần dần với những người bán hàng, với những cái cửa hàng lớn ở Việt Nam, họ sẽ gợi ý cho người tiêu dùng những lựa chọn với cái sự nâng cấp tốt hơn từ phần mùi cho đến cái phần hiệu năng. Nên mình nghĩ rằng là Acqua di Giò vẫn sẽ bán tốt, nhưng dần dần cái doanh số nó sẽ giảm xuống và sẽ bị thay thế bởi giò trắng phiên bản EDP. Đây là cái nhận định cá nhân của tôi. Tôi nghĩ rằng là ở trên góc độ là một người bán hàng thì mình nghĩ rằng các bạn cũng sẽ gợi ý Acqua di Giò EDP thay vì là con này, đúng không? Ở vị trí số 2 đó chính là Versace Eros. Vâng, trên tay mình là phiên bản EDT. Với những cái phiên bản EDP hay là phiên bản Parfum, chúng ta không nhận thấy sự khác biệt quá rõ rệt, mà chúng ta chỉ nhìn thấy rằng đây là cái hành động vắt sữa trên những cái sáng tạo đã nổi tiếng. Versace Eros thì chúng ta cũng thấy ở Việt Nam nó cũng không còn được quá ưa chuộng như cách đây khoảng tầm 5-7 năm. Mà ở tầm giá của Versace Eros các bạn cũng có thể có nhiều lựa chọn đến từ những cái thương hiệu mới hoặc là những thương hiệu clone với cái vai mùi ngọt rõ rệt hơn. Và mình nghĩ rằng là Eros thì có quá nhiều, từ EDT, EDP cho đến Parfum, làm cho người tiêu dùng khá là khó khăn trong việc lựa chọn mùi hương. Mặc dù cái tên tuổi của nó được đánh bóng ở thị trường Việt Nam khá là lâu rồi, nhưng mà với những cái lựa chọn, những đặc biệt là ở cái phân khúc clone nữa thì giá thành rẻ hơn, nhiều khi cái mùi hương ngọt nó còn phù hợp hơn, tối ưu hóa hơn vì cái nét ngọt tối, trẻ trung và có phần bung tỏa tốt hơn so với Versace Eros phiên bản này. Ngoài ra chúng ta còn có cả phiên bản Flame, nhưng mình cũng không đánh giá cao. Ở Việt Nam Flame cũng gần như là chả ai ngó tới cả. Nên đối với mình thì đây là một trong những chai nước hoa có lẽ rằng là trong khoảng tầm 3 năm tới nó sẽ dần dần ít được tìm tới, giống như câu chuyện của DNG The One phiên bản EDP. Thêm một cái điều nữa đó là cuối năm nay thì Eros Energy được ra mắt thì dần dần mọi người cũng sẽ quên hẳn em nó. Còn Eros Energy như nào thì chắc là tôi sẽ cho cái video public sau khi mà được sự đồng ý của thương hiệu. Còn bây giờ thì hôm trước tôi lên thì tôi thấy mọi người comment nhanh lắm, mọi người rất hào hứng, nhưng mà xong rồi thương hiệu lại bắt là để chế độ riêng tư.
riêng tư, nên chắc là thôi chúng ta sẽ nói về em nó sau. Nhưng mà mình nghĩ rằng là Eros dần dần nó cũng sẽ mất doanh số và lặn dần ở thị trường Việt Nam. Ở vị trí số 3 chúng ta sẽ có Blur de Chanel. Vâng, nhiều người sẽ đặt một cái câu hỏi rằng really? Liệu chắc chắn là Blur de Chanel chứ? Tại vì đây là chai nước hoa bán cực kỳ chạy của thương hiệu Chanel cơ mà. Tại sao lại cho em nó vào? Tại sao lại có một cái căn cứ nào mà dự đoán đây là chai nước hoa biến mất ở trên thị trường Việt Nam? Thứ nhất, đó chính là Blur de Chanel hay là thương hiệu Chanel. Các bạn thấy càng ngày nó càng lên giá. Từ cái thời điểm Covid là kinh tế khó khăn, không có nguồn cung, logistics nó có vấn đề, thì thương hiệu bảo tôi phải lên giá để có thể vận hành tốt hơn, bù vào những khoản lỗ. Ok, nhưng bây giờ thì kinh tế đã vận hành lại bình thường, thì Chanel họ vẫn lên giá. Vì tôi nghĩ rằng là nhân dân kiếm được tiền, khách hàng kiếm được tiền, nên là cái việc tăng giá nó là chuyện bình thường. Nếu như bạn là một người trên lĩnh vực kinh doanh thì các bạn biết rằng các thương hiệu như Chanel, như kiểu LV thì năm nào họ cũng tăng giá. Có nhiều thương hiệu họ sẽ tăng trong một cái khoảng nhất định, có những thương hiệu họ tăng theo phần trăm của sản phẩm luôn. Và Chanel là một trong những thương hiệu như vậy. Giá thành thì càng ngày càng tăng, chất lượng mùi hương thì nó cũng không còn quá đặc biệt. Nó chỉ đơn giản là một sản phẩm có thể blind buy được và quác lên mình được thương hiệu của Chanel. Cái thứ hai mà tại sao mình nói Chanel nó sẽ dần dần mất vị thế ở thị trường Việt Nam, đó chính là cái câu chuyện có quá nhiều những phiên bản clone với giá thành rẻ hơn, giống khoảng tầm 70% có, 80% có, 90% cũng có luôn, hiệu năng còn tốt. Chúng ta có The Good Collection, con Nostar, chúng ta có Missoni Parfum, chúng ta có Jipalit, Jet I Am King, và một vài kể nhanh sẽ được vài cái tên clone của Blur de Chanel, một trong những huyền thoại. Vì thế ở thị trường Việt Nam cái thu nhập của người Việt thực sự chưa tốt, nhưng họ vẫn muốn sử dụng những cái mùi hương nổi tiếng, thì cái việc mà clone vào thị trường Việt Nam thời điểm này và vài năm tới, nó sẽ là một trong những cái cạnh tranh cực kỳ lớn với những ông lớn ở trên thị trường. Nếu như họ không quan tâm đến thị trường Việt Nam thì chả làm sao, nhưng mà tôi nghĩ rằng về Việt Nam và với cái mức giá như thế này, việc mua chiết rồi đến kể cả mua một chai full càng ngày càng tăng, thì cái việc người ta sẽ ngả sang cái câu chuyện nước hoa clone nó sẽ là rất nhiều. Tại vì chung quy lại thì clone nó vẫn sẽ nhắm tới tệp khách có điều kiện tài chính chưa thực sự nhiều, hoặc họ không muốn chi trả. Và cái việc cạnh tranh như vậy sẽ làm cho Blur de Chanel dần dần mất doanh số. Nhưng mà vẫn phải nói rằng là so với hai lựa chọn đầu thì mình nghĩ là Blur de Chanel nó vẫn sẽ chiếm được lòng tin yêu, niềm tin gọi là trung thủy của những thế hệ 7X, 8X, 9X. Nhưng mà dần dần thế hệ đấy cũng sẽ già đi. Những người trẻ họ có cái cách tiêu dùng khác, và Blur de Chanel cũng sẽ dần dần phải có những sản phẩm, nếu như muốn đánh chiếm thị trường Việt Nam hoặc là thị trường Đông Nam Á, mà khi mà những sản phẩm clone nó càng ngày càng nhiều, giá thành rẻ, họ cần phải nghiêm túc hơn với những sáng tạo về sau này. Tôi thấy người trẻ bây giờ có gu thay đổi rất là nhanh, họ cá nhân hóa nhiều hơn. Blur de Chanel thì đã quá là phổ thông và nổi tiếng rồi. Vì thế thì đây là mùi hương ở vị trí số 3. MFK 540, chai đỏ HS hay là chai EDP? Vâng, tôi nghĩ đây cũng sẽ là một trong những sáng tạo dần dần bị thay thế ở thị trường Việt. Thực ra thì cái này nếu mà bạn là một người biết đến nước hoa, đặc biệt là biết tới 540, là fan 540, thì mình thấy rằng là cái xu hướng sử dụng 540 vào mùa đông bây giờ nó cũng không còn quá gọi là hot, gọi là cháy kiểu khét lẹt như khoảng tầm 2-3 năm trước. 540 thực sự nó không phải là một cái mùi hương mà chúng ta có thể xài trường kỳ kháng chiến được, mà nó sẽ là một cái vai mùi lạ, một làn gió mới trong những lựa chọn nước hoa mùa đông. Và cái thời điểm nó ra mắt cũng là một trong những cái thời điểm nó cũng khá là đặc biệt. Bên cạnh đó thì hiệu năng của mùi hương rất tốt, đánh chiếm thị trường Việt Nam rất ổn. Giá thành thì càng ngày càng tăng, chúng ta có thể nhìn thấy giá thì càng ngày càng trên trời, đặc biệt là mua những chai 70ml
Còn đối với những cái phiên bản trước đây rồi phiên bản bây giờ là dui tím, dui vàng, cái ánh vàng, bờ la bờ lô, dui trong, những cái thứ làm giảm cái phần hiệu năng nữa, đó cũng là một câu chuyện mà rất nhiều người tiêu dùng và kể cả những người bán nước hoa họ rất là lăn tăn khi giới thiệu những sản phẩm này. Đó, hai cái vấn đề cực kỳ lớn là hiệu năng thì trước đây khi mà nó nổi thị trường Việt Nam thì nó bán tỏa rất tốt, bây giờ thì nó bị giảm hơn, khách người ta mua người ta cũng không được như mong chờ, người ta cũng quay lại người ta hỏi với những bên bán. Bên cạnh đó thì giá lên này, thêm một cái yếu tố nữa, clone quá nhiều. Trời ơi, các bạn đi ra đường vào mùa đông ấy, đặc biệt là với những bạn trẻ, đến những cái nơi đông người, sành điệu một tí, ăn chơi một tí các bạn trẻ, thì mình tin chắc rằng các bạn ngửi thấy khá nhiều mùi của năm 40. Nhưng tôi cũng có thể khẳng định một điều với các bạn rằng chưa chắc thứ bạn ngửi xuất phát từ chai MFK năm 40 mà nó lại đến từ một cái phiên bản clone như là Frank Olivier Pure Addition, như là những cái mùi của nhà Anharaman, rồi Club, rồi rồi Good Collection, đúng không? Cái vai làm kiểu Amvosan ngọt theo kiểu kẹo đường cháy đấy, bây giờ nó đã quá nhiều. Và nếu như thích bán quả tốt thì các bạn còn thể tìm đến Thomas Scott Malano 4, cũng cái vai của năm 40. Ui, nhắc tới một cái mà tôi nghẹn giọng luôn, nhưng cái hiệu năng tốt hơn, có thể lưu trên áo các bạn tầm một tháng luôn. Vì thế thì năm 40 sẽ dần dần bị thay thế ở trên thị trường Việt Nam, mà mình nghĩ là ở trên thế giới cũng sẽ như vậy thôi. Tại vì bây giờ chen nước hoa hiện tại ở Việt Nam mà mình nhìn nhận thì đều đa phần là những cái chen mùi xạ sạch sẽ, một chút ngọt, và nó sẽ không phải là những cái mùi tỏa ào ạt nữa, mà thiên hướng là sẽ dễ chịu hơn, làm sao để có điệu lưu tốt nhưng mà tỏa nhẹ nhàng thôi. Năm 40 vẫn sẽ là một trong những chai nước hoa đi tiệc hẹn hò gây ấn tượng tốt, nhưng sẽ không còn là mùi mà có thể gọi là mua sử dụng hàng ngày được. Vì đối với cá nhân mình và với những người xem kênh của mình, kể cả những người mình biết, những mùi ngọt nó không phải là mùi mà chúng ta có thể mặc được thường xuyên, đặc biệt là với những ngày mà chán đời, lương chưa về. Nên là tôi chắc là khoảng tầm 5 năm nữa MFK 540 nó sẽ bị thay thế bởi một cái chen hoàn toàn mới. Cái chen đấy thì cũng chưa biết cụ thể là gì, để tôi hỏi mấy người làm trong nghề sau nhá. Nhân vật cuối cùng, Quid Aventus. Quid Aventus, chai nước hoa Quid Aventus cuối cùng tôi thử nào năm 2021, cuối năm 2021. Từ đó đến giờ thì tôi gần như là tôi chả thử con Aventus nào. Có chăng thử mấy cái vial bên Blanc gửi để làm những cái video gắn sản phẩm lên thôi. Còn về cơ bản thì tôi không thử con nào của Aventus rồi, vì tôi quá chán với Aventus rồi. Vô cùng chán luôn. Với những người mới, đặc biệt là với những người mà dùng rỉnh tài chính, mua đâu đó khoảng tầm 1-2 chai nước hoa, các bạn mua ngay Quid Aventus và các bạn thấy rằng ôi đây là chân lý, chả thể nào những clone bằng Aventus, chả thể nào có một chai nước hoa nào mùa hè ngon bằng ông vua nước hoa Nam. Nhưng mà thành thật mà nói nhá, nếu như các bạn trải nghiệm đủ nhiều, các bạn tìm hiểu sâu hơn về cái thương hiệu này, thì tôi nghĩ rằng là bạn sẽ vỡ mộng, thần tượng của bạn sẽ sụp đổ, vị vua này sẽ băng hà ngay lập tức. Thực sự là như vậy. Các bạn thử những cái mùi như ở Rosa Elysium, hay là những cái con MDCI Blue Satin, hoặc là những cái vai mùi mùa hè như là Torino 21 Bla Blo, thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ cho Quid Aventus vào trong tủ và để đó có người canh gác, nó như kiểu một vị vua, một cái thời lịch sử thôi. Chai nước hoa này thì ra mắt từ năm 2010, tôi cũng là một người sưu tầm Quid Aventus chán chê mê mỏi rồi, và bây giờ thì chai duy nhất tôi có là chai này, nó cũng chả còn nhiều đâu. Ngày xưa để hay để kiểu quay làm content thôi. Còn đối với cá nhân tôi thì nói thật là bây giờ tôi chả mua con nào của Aventus cả. Thực sự luôn ấy, cho tôi mang tôi bán đi để tôi lấy tiền tôi mua những cái sản phẩm khác để trải nghiệm mới hơn. Thì cái thứ nhất đó chính là chính Aventus nó còn không giống nó. Các bạn nghe đến vấn đề bad code rất nhiều, năm này thì bám tốt, năm này thì nhiều dứa hơn, năm kia thì làm nhiều khói hơn, năm sau nữa thì có thể là có một cái hiệu năng tốt hơn. Và nhiều khi chúng ta ngửi rõ ràng cùng một chai Aventus vào những năm khác nhau, chúng ta lại tưởng chúng ta ngửi Club de Nuit, hoặc là chúng ta ngửi những cái bản clone giá thành rẻ hoặc là bị pha loãng đi. Nó còn chả giống nó cơ mà. Và người ta ngụy biện bằng đấy là tại vì là nguyên liệu của tôi là làm theo mùa, thế nên là thu hoạch vào mùa này thì mùi nó sẽ khác.
Mình nghĩ rằng đó chỉ là cái khâu yếu kém trong cái vấn đề quản lý nguồn cung nguyên liệu thôi. Và bây giờ thì Quýt họ cũng sau 2 lần bán cho những người chủ thì họ đã về tay Kering, một trong những tập đoàn sở hữu những thương hiệu nổi tiếng. Trước đây thì là BlackRock. Và người sáng tạo ra mùi hương này thì ông ta cũng chỉ đơn giản là người cố vấn thôi, là giám đốc sáng tạo thôi. Dần dần thì mình nghĩ là cũng sẽ rút chân ra khỏi đây, vì con trai ông ta cũng là một người không muốn kế thừa và phát huy lại cái thương hiệu này nữa, nên là họ bán khi mà được giá. Đó. Cái thứ hai đó chính là giá thành của Quýt cũng lên không kém. Mình cũng không hiểu lý do vì sao mà Quýt có cái gì mà Quýt thường xuyên lên giá đến như vậy. Những cái chai trước đây ở viện thường Việt Nam, những cái chai 120ml các bạn mua ấy, có giá thành rẻ hơn. Sau những cái lần reform về thiết kế, họ sang những cái chai 100 như thế này. Và cũng có thay đổi lại đi một xíu là cái phần nắp, thì nắp kim loại thay vì cái nắp nhựa như bây giờ. Và gần đây thì nó ra mắt phiên bản Absolute. Cá nhân tôi thì phiên bản Absolute được ra mắt là một cái phiên bản dành cho người mới, những người chả biết gì về nước hoa cả. Họ sẽ mua Absolute với một cái góc nhìn cực kỳ tốt. Và đối với những người không biết gì về nước hoa thì cái phiên bản Absolute sẽ là một cái phiên bản mà họ đánh giá. Nếu như họ được thử hai mùi hương, họ sẽ đánh giá Absolute cao hơn rất nhiều, chứ không phải là phiên bản Original này. Tôi sự thật là như vậy. Tôi nghĩ rằng là bạn nào mà không biết gì về nước hoa, các bạn đi thử hai con thì khả năng các bạn thích Absolute hơn rất rất nhiều. Absolute nịnh mũi hơn, hiệu năng cũng tốt hơn. Cái yếu tố nữa đó chính là quá nhiều clone. Ôi trời, các ông nhìn clone của Quýt Aventus kể sơ nhá. Club de Nuit Limited, Club de Nuit phiên bản thường, Club con gì? Supremacy Heaven, Mont Blanc Explorer. Chúng ta có Basilia 13ZZ01. Chúng ta có những mùi như là Anharaman, Aventry. Chúng ta có vô vàn những mùi gọi là lấy cảm hứng từ chai nước hoa Quýt này. Và với vô vàn nhiều mức giá, 1-2 triệu có, 2-3 triệu cũng có, rất rất nhiều. Hay là Supremacy đâu đó vài trăm nghìn, dưới 1 triệu đồng, các bạn cũng có một cái vai mùi tương tự một phần nào đấy với Quýt rồi. Và thậm chí rằng chúng ta cũng nhìn thấy đó là nhiều chai nước hoa clone nó còn làm hiệu năng còn tốt hơn cả phiên bản gốc. Basilia 13Z01 độ ổn định mùi hương hơn hẳn so với những chai Quýt mà các bạn gọi là nhặt hên xui ở trong những cái lô khác nhau, gọi đỏ lắm như kiểu chúng đề thì các bạn nhận được những cái chai Quýt Aventus hiệu năng tốt, còn không thì thiếu kiểu hên xui luôn. Nên là vì thế thì mình nghĩ rằng với cái thị trường nước hoa phát triển như ở Việt Nam, rất là nhiều những thương hiệu mới vào, từ đắt đỏ có cho đến clone, đặc biệt là đắt đỏ ngày càng nhiều, thì những cái người ta có khả năng chi trả cho cái chai Quýt Aventus này, họ cũng có thể dành nhiều thời gian hơn để có những lựa chọn tốt hơn Quýt Aventus. Nhiều khi đây chỉ là cái tên thôi. Nó cũng giống như cái câu trả lời mình hay nhận được khi mà có cái câu hỏi rằng anh ơi, Quýt Aventus có ngon không? Mình luôn bảo với các bạn rằng đây là một tượng đài. Nó từng là ông vua nước hoa nam ở Việt Nam, ở trên cả thế giới. Nhưng nếu như bảo mua full thì anh khuyên các em không nên mua full. Các em chỉ cần mua một chai chiết để có thể hình dung thôi. Còn có vô vàn nhiều lựa chọn khác, tầm giá của Quýt mà thậm chí rằng các bạn có thể mua được 2-3 chai khác luôn. Nên đối với tôi thì Quýt nó cũng sẽ giống như câu chuyện của Chanel No. 5, nước hoa kinh điển của nữ, và chắc chỉ là tượng đài để nhắc tới, không có cái việc là sử dụng nữa. Với tôi thì đây là cái tên cuối cùng, Quýt Aventus. Không biết các bạn có những suy nghĩ như thế nào khi mình đưa ra những cái tên này, các bạn có đồng quan điểm hay không? Hay là các bạn có những cái tên nào mà các bạn muốn chia sẻ đó là sẽ ao chen trong vòng 5 năm tới, thì rất mong các bạn có thể bình luận ở phía dưới nhá. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái video rất nhiều bình luận để chúng ta cùng nhau trao đổi, đưa ra những góc nhìn. Ra còn rất nhiều những cái mùi hương khác mà mình muốn nhắc tới, như kiểu DNG The One EDP này, những cái mùi như là con Light Blue phiên bản Intense cũng dần dần biến mất ở trên thị trường, hay là Bulgari Aqua, đúng không? Nhưng mà có dịp thì chúng ta sẽ nhắc tới, chúng ta sẽ có phần thứ hai. Còn bây giờ thì nếu như các bạn thấy video hay, đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.